bầu 14, bầu kích thước 14, 18. Mỗi một bầu thì chúng tôi sẽ trồng 3 cây. Các cây này là gieo hạt, sau đấy thì nhổ ra và cấy. Gieo hạt bao nhiêu lâu thì nhổ được hả cô? Tùy theo nó ấm thì mọc sớm mà. Không được, không được à? Tháng không được, cái này phải 20 hôm. Cái này phải 20 hôm, phải 25 hôm ấy. Đấy, phải 25 hôm rét, phải 25 đến 30 hôm. Ừ, thế bảo tùy theo là ấm hay rét. Nó lồm ấm thì nó nhanh, rét thì là nó lâu. Dạ, vâng. Rồi rét thì nó lâu lên mà rồi nắng cứ gặp lồm ấm thì là nó nhanh lên, thời tiết là hợp thì lại nhanh. Vâng. Năm giờ cây này nói ngày cũng không chỉ ngày đâu. Ừ, vâng. Có khi có cây còn gieo hàng tháng rồi mới đi ra được. Vâng. Bầu ăn được giá thể. Vâng. Sau khi gieo xong thì là mình cho vào trong bầu này. Thế từ cái lúc mà mình cho vào trong bầu đến này thì khoảng được bao lâu mới được hả bác? Cái này cũng phải hơn tháng bác Mị nhỉ? Ừ, hơn tháng đấy. Hơn tháng mới giãn ra đấy. Đây là cấy từ trong năm. Cái này từ trong Tết rồi. Từ trong Tết đây. Cấy từ trong Tết. Ừ, cũng phải 2 tháng mới bán được. Vâng. Phải 2 tháng thì mới bán được. Vâng. Là cây như này là bắt đầu đẹp rồi đúng không cô? Đây, đây bắt đầu là có. Bán được rồi, giá vâng. Này là độ ít ngày nữa lên hoa là bán được. Vâng. Khi mà mình cho vào trong bầu thì cái chăm sóc như nào ạ? Đấy cũng tưới tắm bình thường như các loại cây khác. Là như nào ạ? Tưới phân do như các loại cây khác thôi mà. Có nghĩa là cũng 10 ngày một lần. Ừ. Thì mình lại cho nó ăn phân cho ăn các loại phân pha như kia kìa. Đầu trâu đấy hả? Ừ. Cho ăn thì nhà thì đầu trâu, nhà thì phân khác. Vâng. Như nhà mình là tưới như nào hả bác? Tưới thì cho 5 cân vào cái thùng ấy. Thùng sơn. Thùng sơn ấy. Xong là cho nước đầy vào, ngâm nó tản ra mà. Nọc phân nhưng mà tưới mỗi một nhà. Thùng một gáo, cho mỗi thùng một gáo, xong là cho ra cái thùng kia mỗi thùng một gáo và đủ nước đầy vào. Vâng. Có nghĩa là mỗi một thùng sơn là cho một gáo 5 cân phân. Vâng. Đổ vào ngâm nước. Vâng. Xong rồi là nọc đi lấy một cái thùng 5 cân là đầy. Xong là lấy một gáo, cái gáo 1 cân. Vâng. Gáo nhựa 1 cân. Xong vâng. Mỗi một gáo đổ vào một thùng. Xong là tưới. Vâng. Thì theo thế thì nhiều mình dỗ. Vâng. Xong là tưới xong là phải ra cho nó tưới nhanh tưới, nếu mà cây thấy cây non rồi thì lại phải cách chưa nửa tháng nữa. Dạ. Đấy tùy theo cây. Vâng. Không cứ lon bớn lại tưới xong là phải phân cho. Vâng. Tưới phân xong là phải tưới nước nã. Vâng. Đều. Không có là nó cháy lá. Đúng rồi, để rửa trôi các cái phân nó bám trên lá. Ừ, ra cho đều. Vâng, còn nếu mà ví dụ cây mà non mỡn như nhà mình như này rồi thì là mình sẽ chăm ít hơn đúng không bác? Ừ. Cây non này thì thôi chăm. Vâng. Vâng. Dặn ra thì dăm hôm một tuần thì tưới. Vâng. Không tưới luôn đúng không? Để tránh không nó trột cây. Vâng. Này là chắc khoảng mình chăm được khoảng chục ngày nữa là mình bán được đúng không ạ? Ừ, chăm như thế này thì nếu mà có khách là nhặt ấy. Có khách như này nhặt luôn cũng được, đẹp. Có khách là nhặt tỉa cho đây. Cái cây này khi mà người ta mua về thì người ta cần chăm như nào hả bác? Để cho nó sống, cho nó cây nó bền ấy, với cả được lâu ấy bác. Thì ta cũng phải phân do vào. À. Cũng phân cho nên là mình tưới của mình ở đợi ruộng mình này là dạ. Cũng phải tưới như thế này. Đấy, những người ta mua người ta mở ấy lâu thì người ta cũng phải hỏi như thế thì cũng cứ cắm tưới như thế. Vâng. Cắm tưới phân do rồi chống sương. Thỉnh thoảng phải đánh chống sương, chống thối. Đây ở đây mình trải cái lưới như này để chống cỏ đúng không cô? Chống cỏ, vâng, vâng, cỏ phải làm cỏ. Cây này vòng đời của nó bao lâu thì nó chết hả cô? Cây này trung bình mấy tháng? Có được 4 tháng không ạ? Được, chăm sóc được. Nhưng mà hết 4 tháng đấy chăm tốt đến mấy nó cũng vẫn chết đúng không ạ? Ừ, thì nó cũng phải có mức độ nó chết chứ.
Nó lửa hết hoa. Có nghĩa là khi mà ví dụ cây hoa này nở hết thì mình cấu nó đi như này hả cô? Đấy, mình cấu nó đi thế thì là nó sẽ nó lại lên nhánh tiếp đúng không ạ? Lên nhánh tiếp thì nó xấu, nó không được đẹp như thế đấy. Như đợt đầu đúng không ạ? Cây nó nhỏ hơn mà nó không đẹp lắm. Vâng. Thế thì người ta mới có lúc phải thay, chứ người không thay thì có mà cứ mãi mãi thì bán đó. Vâng. Không thể bấu đi nếu không ấy cứ lấy khác sạch sạch. Vâng. Đó mà lửa già hoa nó nhìn tàn tàn thì cứ lấy cắt mấy keo cắt sạch sạch nó bằng nhau hết rồi. Vâng, vâng ạ. Xong cứ cân vào thì nó lại lấy thêm dày lắm. Vâng. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ này của chúng tôi hữu ích thì vui lòng xin một like và đừng quên là đăng ký kênh của chúng tôi để sớm nhận được các cái video chia sẻ về cách trồng, chăm sóc các loại cây, loại hoa khác bạn nhé.